thì nó ngủ sát ở đây. Sát. Dạ, còn lần này đi, lần này thì để đây tới lui rồi tới lui đi tới lui thắp nhang này kia đi vòng coi chừng con muỗi này kia thắp nhang hoặc là đốt nhang muỗi. Rồi thì ngủ như vậy thì không có mùng thì sao? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác kính chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cũng đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía bên đây là ngôi nhà của chị My cùng anh Tửng với lại hai người con của mình trước đây sống ở trong cái nhà mồ ở trong kia cô bác quý anh chị. Cũng sau một thời gian thì được cộng đồng chung tay nhau giúp đỡ có được một cái ngôi nhà cũng khá là tươm tất để đón một cái Tết sắp đến. Cũng kế bên đây chưa phải gọi là cái ngôi nhà, chỉ một cái mái tôn rất là tạm bợ. Đây là chị của chị My. Mà ở trong video clip trước chị My có nói rằng là chị rất là vui khi mà về đây được mọi người giúp đỡ có một ngôi nhà như thế này. Chị hai của chị My á thì rất là ngại để mà được quay những cái đoạn video clip như thế này. Chị My thì cũng với lại chị hai của mình sợ nói là em được thì lại kéo chị về để mà xin một cái ngôi nhà. Thật ra thời điểm này là một cái thời điểm mà gần cuối năm rồi. Tất cả các công ty ở Bình Dương, Đồng Nai và Sài Gòn đa số đều giảm lượng công nhân gần 50%, chỉ làm để cầm chừng thôi. Và một nửa những công nhân đó phải về, quay trở về lại quê nhà, sống một cái cuộc sống là không nghề nghiệp, rất là bấp bênh luôn. Thì chị hai của chị My là một trong những cái trường hợp như vậy mà Bùi Hồ được biết đến thông qua chị My. Để tìm hiểu thực tế cái câu chuyện đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để mà vô đây tìm hiểu về vì sao chị lại có mặt tại nơi đây vào thời điểm này nha. Ở con chào chú. Chú là ba của chị My hả? Ba chồng hả? Dạ. Dạ. Cái này là ngôi nhà của chị hai của chị My. À, cây này là mình tự cưa hay là người ta cho hả chú? Dạ. Dạ. Cây này cây gòn hay ta? Cây gáo với bạch đằng. Dạ. Đây là chị hai của chị My đó hả? Dạ. Chào chị. Chị ơi. Chào chị. Chị có thể tháo nón. Dạ. Cái khẩu trang ra đi. Cho em đeo cái này cái nha. Rồi sao muốn khóc rồi. Chưa nói chuyện gì hết mà. Chị tên gì ha? Chị Bình Thị Mộng Thu. Dạ. Bình Thị Mộng Thu. Chị tên Mộng Thu. Tại sao khóc nói em nghe với. Tại sao khóc chị? Tuổi hả? Dạ. À, em nghe chị My nói á là chị rất là ngại tại vì chị My về đây có một cái ngôi nhà rồi, chị sợ nói là mọi người đàm tiếu ra là đàm tiếu vô để mà xin thêm ngôi nhà nữa đúng không chị? Dạ. Chị về đây thì anh đâu? Dạ anh còn ngoài Bình Dương. Chị với anh có mấy người con? Dạ có bốn đứa. Bốn người con? Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 42 tuổi. Chị nói chị là tên chị Thủy à? Quỳnh Thị Mộng Thu. Thu, chị Thu. Dạ. 42 tuổi. Dạ. Anh là nhiêu tuổi ta? Anh năm nay con ngựa. Năm nay con ngựa chắc con 45 á mà ba. Chị là chị chồng hả? Dạ, chị thứ hai. Chị con đó đó. À, chị có anh Tửng. Dạ. Anh Tửng có mấy, chị với anh Tửng có mấy anh em? Dạ bốn đứa. Hai trai hai gái. À. Thì cuộc sống trước đây là anh với chị là làm công nhân ở Bình Dương. Dạ ở đây cũng bằng gạch. Như gạch tắc hay là gạch mình nè. À. Rồi anh làm ở trên đó. Chị cái lúc trước có theo làm với anh không? Dạ có. À là mỗi một tháng là được bao nhiêu tiền chị? Đầu năm đầu đó lên thì một tháng có 1,7 triệu à. Người chỉ 1,7 triệu thôi.
Bây giờ thì cũng 3 triệu mấy, gần 4 triệu, nhưng mà từ rồi dịch cái năm trước á, rồi từ từ cái nó giảm chế, từ 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 lại thì nói chung không có tăng ca. Rồi từ rồi mình dịch tới chỗ ngược ở đây thì một tháng anh Mằng chỉ có 2 triệu mấy thôi. Nên tiền ăn uống, tiền trọ, sửa sụng như này thì chịu không nổi nên đi về. Vậy là làm cầm chừng thôi. Dạ. Ủa sao anh không về luôn đây? Tại anh bảo hiểm được mấy năm á, nên là thằng này không có bảo hiểm. Bị tai nạn tay á. Chị bị tai nạn tay sao? Tay luôn đó, bị cái máy gỗ. Chị làm bên sửa gỗ ha. Mất cái tay lâu chưa? Chắc mất lại cũng 4 năm mấy. 4 năm mấy hả? Để có bồi thường tai nạn lao động gì không? Vô bảo hiểm ma nữa đó. Ma. Khổ mà gặp đủ điều luôn. Rồi anh làm như vậy thì chỉ đủ để trả tiền trọ nè. Dạ. Để sống ở trên đó thôi. Dạ. Thì 3 triệu mấy tháng đúng không? Dạ, 3 triệu mấy tháng. Rồi chị về đây chị làm với cái công việc gì chị sống? Về tháng mấy nay thì cũng chưa có làm gì trơn thì nên nhờ em kìa, có ai mướn dặm lúa dặm này kia đó. Rồi em cũng đi hỏi cơm chạy gạch này kia, người ta ngưng hết trơn rồi. Chỗ nào tao cũng ngưng hết. Rồi về rồi ở đây thì nói em nó lo. Chị My kêu chị vô trong kia ở, chị không chịu. Sao vậy? Vậy thì tối cái nhà này chưa cắt xong thì lúc mới về thì tối chị ngủ ở đâu? Ngủ trong nhà mồ này. Là trước đây chị My đã từng sống ở đây. Vì sao chị không ở trên đó mà lại chọn về đây sống? Đủ tiền chứ. Nhưng mà nó không có đủ sống mà nên là thấy anh cái gì cũng lo hết trơn, mấy mẹ con hết trơn, cái gì nhịn ăn nịnh đồ nó thấy cũng buồn. Tao thấy đi về, như nhỏ em nói em cũng xin được nhà rồi, thôi chị về đi, anh hai thì mang đắp đổi cũng được, ở đây tới Tết anh hai về cũng được, mà về đây thì không có, nên em bỏ đỡ trong đó. Rồi hai chồng đi xin được một cột này thì nền này thì người này người kia cho người vài trăm đó, rồi nên lấy cái nền này nhớ em cũng không có đổ cát này ta, rồi chị em rồi súng tha cá đất cho đây thôi chứ không có gì cho đất hết. Này là chị tự dạ ở ngoài đó đó cặp bé đường nó rồi đem vô thôi chứ chị không chị tự đem vô luôn thì súng chị em sao làm là làm được mấy tháng rồi? Dạ cũng được hai tháng mấy hả mơ ba, tháng mấy là lúc chị được dựng nhà đó là dựng nhà là làm luôn hai giờ luôn đó. Là chị mới mấy đứa chị em dạ mới mấy đứa, dạ mấy đứa nhỏ rồi rồi chứ không có tiền để bơm cát luôn đúng không? Em không có bơm cát này là đắt không đắt không cột này là ai cho? Bên nội từ thiện, bên từ thiện, bên chú từ thiện, bên chú chính mẹ ở xứ này cho cột. Dạ. Với lại cái máy thiết này người khác cho. Thiết trên đó nó kìa. Dạ thiết đó vậy đó, thiết đó là thiết cũ. Dạ thiết cũ đó, thiết cũ đó, thiết cũ không mà cưng thấy là lấy đồ ở trên này là thiết cũ luôn đúng không? Dạ lại lấy đồ dán nó lủng hết trơn à, bị dán lại. Rồi chị về ở trong một tháng mấy đi, ở trong cái nhà mồ đó thì vất vả dữ không? Thì giờ cũng gán. Rồi hiện nay là chị về đây cũng chưa có việc làm. Dạ. Rồi tiền đâu sinh sống? Thì chung bắt ốc hái gạo chị em sống. Chị em có gì ăn mấy? Bắt ốc hái gạo hả? Dạ. Rồi gạo? Gạo thì được mấy chú được cho đó rồi. Chị My xích vô đây đi, chị My xích qua đây đi. Có nghĩa là ban ngày thì đi hái gạo, dạ, bắt ốc ở dưới ở trong đồng về nấu ăn. Còn gạo thì chị My có Mạnh Thường Quân cho. Dạ. Mình bắt mấy con dẹm đó. Con dẹm chim chét gì đó là mình ấy đó. Về đó. Chị em mình ngày nào cũng vậy chân đó, dự định bữa nay đi bắt nữa nè. Ăn gì ăn có gì con dẹm hả? Con dẹm hả? Bắt được nhiều không? Nhiều lắm. Có bán không? Bán thì chị không biết chỗ thu, chị nói để chị kiếm chỗ thu nữa này, có chỗ để mình bán có tiền ăn vô đó mình mò mình bán. Dạ. Mà không biết là ai thu rồi cho nên đâu có biết đâu. Gọng ăn. Dạ. Rồi bé này còn uống sữa không? Dạ được 13 tháng còn. Còn uống sữa. Rồi có sữa gì uống không? Anh không mua gì rồi, cho mấy mua đó. Không cho rồi mua. Có tiền mua sữa cho nó uống nè. Mua sữa. Chị à. Chị nói thì là lúc đầu á chị được mấy bé đó cho sữa này kia đó, mấy bé này nè, là con chị nó uống sữa à. Chị chia sớt qua hết gái út chị đó.
đi dịch là chị nuôi đó, dịch bệnh chị đẻ, chị sanh ngay mùa dịch là không ai nuôi, chị nuôi đó, rồi chị cho bé bú, rồi chị nhận làm con đó. Lúc đó là thằng này được 2 tháng, chị bỏ nhà, chị đi nuôi nó đó. Cho bú thiếp rồi, bú thép rồi. Bởi vậy nhận con luôn đó, gái Út đó. Bởi vì sữa sùng bên đây có như là ginh qua cho uống. Gương mặt sáng quá trời luôn à. Cái cưng nó sợ luôn. Ừ. Thì ghét nó lắm. Nó lành lắm. Giờ đây thì đối với chị khó khăn nhất là gì chị Thu? Chị Thu không nhà cửa thôi. Không nhà cửa thôi à. Chị có ước muốn gì không? Hay chị chị cứ nói đi, chị khỏi nhìn chị. Chị nói không có được đâu, nói nói đi lại. À, chị có ước muốn gì không? Nói nghe nha. Chị hai nói đại đi, đặng có gì đó mấy chú mấy cô chú bên Mạnh Thường Quân đó có gì giúp nói lên đi, đừng có xúc động nhiều quá cái sanh bệnh đó chị. Em cũng phụ như em cũng muốn như buôn bán bậy bạ lần trước gì khi nước nôi mà lần trước vậy nè, người như cũng có đồng vô một ra bộ tiếp ông xã cho giờ 4 đứa mà anh cũng gồng gánh quá. Có khi nào chị kêu ổng, chị muốn kêu ảnh về không? Muốn mà không kêu chạy gì vậy? Hả? Muốn mà không có gì vậy? Sao vậy? Anh hai ảnh nếu mà về á có việc làm thì nói không? Không việc làm anh vợ con không đủ sống nữa. Thải cho ảnh nếu mà được ổn định á thì tiền lương nó ổn lại thì lo được cho gia đình rồi. Nó gán cầm chừng vậy đó, trả trọ cho công ty ở luôn rồi. Xin như công ty ảnh ở cũng đâu được tiền tháng mấy hai tháng này vậy vậy đó, khổ ghê trời. Rồi Tết thì đâu có biết chứ, nhà cửa gì đón Tết tiền bạc gì đâu. Ai thì chồng nó kêu vô ở hoài chứ thằng mấy đứa nhỏ này như kiểu 4 đứa đồng quá nên là ở trong nhà không có nói mà mình sợ ở ngoài. Rồi chị nấu nướng ở đâu? Mà bà nó nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Nấu bên chị đó rồi nấu bưng qua cho mấy nhỏ. Nó mấy nhỏ nó ăn. Nhưng mà chị Vi là đúng là tuyệt vời luôn á, thương hơn chị chồng ghê luôn á. Đúng không? Chị không có nghĩ giờ bên chồng hay bên mình. Ai cũng vậy. Chị bên chị thương rồi bên đây chị cũng phải y gian vậy à. Chứ không có xin nhà xin cửa nó nói phân biệt vậy. Có ấy gì thì giờ chưa có nhà vô ở với ai chồng em đi. Về mà có gì thì chị em ăn nấy. Rồi nó mới nói em cũng dụ đi xin như kiểu như là xe ô tiếu này kìa em bán. Rồi cái cũng nói chơi, cũng nói chơi với mợ nó nói. Chắc rồi đằng này tôi cũng mua 7 cái xe gì cũ, cái xe gì tôi đi theo mợ tôi bán nước. Vừa bán bên đây người ta vừa ăn mà bên đây mình có nước, nước mình mía. Uống. Dạ. Bán nước mía. Nước mé. Rồi chị em cũng xuống nói chuyện cười với nhau, cái cũng nằm đêm của mình cũng nói không biết mới được chị hay không. Mình cũng thì mình cái gì thấy cái này thì chị gán đi thế nào cũng được. Bây giờ phải kiếm chỗ mới được. Dạ. Có chỗ mới được. Nên là mình chị đâu có gặp thứ này đâu, không có biết quan trọng nhất nếu các bạn không biết chữ nên không có đi tới đâu hết trơn á. Còn em nó đi đâu thì nó mặn đâu được thì mình đi theo đó mình làm. Còn ông xã thì làm cho chảnh lê gai cũng vậy đủ. Nè chị My bán nước, bán hủ tiếu, chị bán nước mía kiếm chỗ. Dạ. Rồi bán thì hai chị em phụ qua phụ lại là dạ, hợp lý nhất. Dạ. À. Nên cũng mơ ước vậy thôi nhưng mà thấy cũng mỏng manh quá. Không có mỏng manh đâu, em nghĩ là có thể được mà. Không, em nghĩ là không mong anh đâu. À, bây giờ như thế này cho em vô coi cái chị sống ở trong nhà mồ sao đâu. Nhưng mà tối chị ngại á thì đưa gỡ mấy đứa bé vô nhà của chị My á sống. Dễ gì không chịu đâu. Tại vì sợ mấy đứa bé quấy rồi, ba chị lớn tuổi đó. Chị ôi trời ơi, nhan khối gì đó hả chị? Dạ, sợ mấy đứa nhỏ á. Bé giờ đây ngủ có khóc không chị? Dạ khóc dữ lắm. Chị hả? Dạ. Chị mới ngồi canh không á. Nó lạnh nó khóc hay là sao chị? Ngủ giật mình á. Giật mình hả? Dạ. Nên chị mới thắp nhang nhiều vậy đó hả? Dạ, tối ngại luôn không có ngưng. Chị lúc mà về đây á thì ở xóm người ta có đàm tiếu, người ta nói là em về rồi bây giờ dắt chị về vậy không? Chị có nghe không? Giống như ví dụ mình cũng suy nghĩ chắc cũng có nhưng mà không có ai nói trước mặt mình thôi. Dạ.
Nhưng mà chị có cảm thấy là chị thấy là mình bí đường mình mới về. Dạ. Thì một số người chắc có lẽ là em nghĩ là người ta cũng có thấy là người ta không hiểu cái cuộc sống của mình đó. Nhưng mà cố gắn lên nghe chị Thu. Dạ. Trời ơi trời. Khủng khiếp thiệt. Thấy gì bị tai nạn đó, cũng mấy năm rồi, cái của mình làm không được. Tại vì nó cái này nó tổn thương chúng tới đây luôn. Cái nói lại nên là 2 năm mấy nên mình mặn không có được. Tới mình mặn được thì cũng được đâu mấy tháng cái năm. Bầu bà này. Rồi bây giờ là ở chỗ này là 4 người ngủ hả? Dạ, 4 đứa con chứ với thằng này nó là 5. Mấy đứa con chị có ở đây hết rồi? Dạ, ở đây thì được 3 đứa, còn thằng kia thì vô ở công ty với cha, nó cũng được 13 tuổi. Ở đây là 3 đứa con ngủ với chị là 4 người? Dạ. Kêu mấy đứa con chị qua cho em với. Bà ba. Thôi về mẹ kêu. Vô chú kêu kìa. Cái gì, ăn trái chuối sống hả? Sống. Cầm trái đi, con cầm trái đi. Ừ, cầm trái. Chú, con vô đây nè, chú Biểu ơi. Chú nói nghe ơi. Bước vô đây mẹ Biểu ơi, nghe không? Rồi đồ mình treo ở đó đó hả chị? Dạ, cho đỡ. Bữa mưa quá trời nên là ẩm ướt hết trơn rồi em giặt lại treo thí đại. Vô đây nè con, vô đây chú Biểu. Đèn vô đây con. Quay. Quay. Con gái, con là bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. Con 9 tuổi. Đứng gần mẹ đi. Con 9 tuổi rồi hả? Dạ. Con có đi học gì không? Dạ, không. Không hả? Sao vậy? Mẹ không cho. Không có tiền. Không có tiền. 9 tuổi rồi. Có biết chữ không? Không có đứa nào đi học chân. Quay vô đây con. Con tên gì? Con cần tiền. Tiền? Dạ. Rồi mấy này tên gì vậy? Ý. Ý, tiền. Quay. Rồi tối con ngủ ở đâu? Con ngủ đó. Ngủ ở đó. Quay mà nghe không? Trời nói cái nó lì ha. Bạn này là tên Vi. Dạ. Tuyền. Ý. Ở tối gia đình mình ngủ sao có thể nằm cho em xem được không ta? Được. Nè, này ngủ trên võng đó. Đi ngủ đây. Dạ. Nó ngủ trên võng, còn chị này ở đây. Bạn này ở đây. Này ở đây. Bạn Vi là ngủ trên võng này. Còn cái đó thì nó ngủ sát ở đây. Sát. Dạ, còn lần này đi, lần này thì để đây tới lui rồi đó, lui đi tới lui thắp nhang này kia đi vòng vòng coi chừng con mũi này kia thắp nhang hoặc là đút nhang mũi. Rồi ngủ như vậy thì không có mùng thì sao? Nó em cũng đưa cho cái mùng. Ngủ trên võng làm sao có mùng chị? Dạ, cái này thì mình cũng văng vậy đó, rồi chừng nào nó mũi quá thì nó chui xuống, còn mũi thì nó nằm trên đó. À. Dạ, cũng văng như cái nào nó cũng văng sẵn. Văng mình văng thấp thế này. Cũng lúc nào mình đến đây, vậy nào nó muốn mũi quá thì nó chui vô, mà không mũi thì thôi. Dạ, có gì đó thì trong mùng. Bạn này thì ở trong mùng. Dạ, thì nằm góc này, tôi nói trong mùng nó cũng bạn tối. Bạn này trong mùng nằm góc này. Dạ. Đây. Còn... này nằm giống. Bạn này thì nằm giống, Vi nằm giống. Bạn Vi thì có vẻ như là khá là thụ động ha. Được bạn đó. Vi này nhiêu tuổi rồi? Đã nó được 11 tuổi. Được. 11 tuổi. Dạ, khi được 13. 11, 13, 9. Dạ. Rồi bạn này là vỡ kế hoạch. Vỡ kế hoạch, nó bị dùng dịch. Covid. Là đặt tên là Ý. Dạ, tên Ý. À. Ở ngoài đặt tên Ý. À, là ăn cơm là cứ chị dạ. Chị My đem qua. Rồi đi vệ sinh, tắm rửa rồi ké bên nhà chị My luôn. Dạ. Chị, thật ra thì chị My muốn chị về đây để mà có thể là ổn định được ngay tại quê hương của mình. Nhưng mà về đây thì thấy mọi người có nhà có cửa nè. Thì chị thì lại sống trong một cái nhà mồ giống như là em dâu của mình sống trước đây. Thì chị đi vòng vòng á, chị thấy người ta có nhà có cửa mà gia đình của mình thì lại sống chật chội trong một cái nhà mồ lạnh lẽo như thế này á. Thì chị thấy tuổi dữ không chị Thu? Dạ, tuổi. Thôi chú yên chó yên luôn. Ăn cơm là cứ đem qua đây ngồi ăn tại chỗ này luôn. Dạ, cái nấu anh bển là chị em chấm dứt ăn mà cái có khi ăn, có khi không ăn rồi khi 2-3 ngày cũng cứ đuổi không ăn. Tiền, con có ước muốn gì không? Muốn đi học không? Hả? Không.
Hả? Con ước muốn con gì? Con có nói gì với cậu rồi? Con nói cậu rồi. Không. Hả? Không. Không. Không có gì đó. Không. Miệng nha. Con vẽ như là con tên Tiền, tên đầy đủ là gì? Lâm. Lâm Thị Lâm. Bích Tiền. Lâm Thị Bích Tiền. Bị đớt hả chị? Lưỡi hơi bự quá. À nó đớt. Đẹp gái quá mà. Con năm nay, để em hỏi bà biết đó. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi. Anh tên gì? Trần Quy. Quy, tên đầy đủ? Chưa biết. Con không biết nữa. Không biết đâu. Ba con tên gì? Ba con tên Tài. Cưng Tài. Người mẹ dắt con á. Thì bao nhiêu đó cô bác quý anh chị có thể hiểu rằng là bé không có được đi học và thậm chí là có vẻ như khá là thụ động ha. Tối con ngủ ở đây thì có lạnh lẽo, có sợ không? Không. Sao không sợ? Ngoại mà không sợ. Nhà mổ ngoại mà con không có sợ. Con không có sợ. Con thấy nhà người ta có nhà có cửa thì gia đình mình phải lủi thủi vô nhà mồ kế ngoại sống gì nè. Rồi con có buồn không? Dạ không. Ủa sao không buồn? Không biết nè. Mẹ vì nó tao con muốn có một cái ngôi nhà mới không? Dạ có. Muốn ngôi nhà như thế nào nói cho chú nghe với. Nhà nhỏ cũng được. Nhà nhỏ cũng được. Hôm ngày về đây là ăn cơm, có ngày nào không có cơm ăn không con? Dạ có. Không có cơm ăn là con ăn cơm ăn cái gì? Tính tiền của mì. Ở qua cho mì ăn cơm. Cho ăn mì. Ăn mì. Rất là xinh gái luôn, gương mặt rất là đẹp gái. Đẹp đó. Hôm nay thì em chỉ nghe nói thôi, nhưng mà hôm nay em mới qua được thăm gia đình mình như thế này á chị Thu. Thì thật ra thì cô bác quý anh chị cứ xem từ đầu đến cuối đoạn clip thì cô bác quý anh chị sẽ hiểu thêm về cuộc sống của chị Thu như thế nào. Vậy vì sao thì chị Thu về đây sinh sống, lý do là do các nhà máy ở những cái công ty ở Sài Gòn đóng cửa, thì chị là một gia đình của chị là một trong những cái gia đình bị ảnh hưởng trong rất nhiều trường hợp, phải kéo nguyên gia đình về Việt Nam, kéo nguyên gia đình về lại quê hương sinh sống, không nhà không cửa gì hết à. Cũng chị là lên đó là sống được bao lâu rồi chị, lên làm được bao lâu rồi? Lúc nhỏ này chắc cũng được 2 tuổi. 2 tuổi giờ 9 tuổi 7 năm rồi. Dạ. Mà không có dư giả gì hết hả? Rồi em gặp tai nạn tới giờ nó cũng gần 5 năm rồi. Như là phải gì? Nó ảnh hưởng hết trơn 5 ngón. Như là mấy con này thì nó đỡ, nhưng cái con này thì cái này nó ảnh hưởng hết. Nên là mặn không được. Nó sưng á, nó dây mình, nó nói rồi. Nên cái này là chỉ nó găng thôi, nước này nó cứ gì thôi. Dạ. Nên ảnh hưởng nghĩ là cũng hết gần 3 năm. Không được, nó lạnh, trời lạnh là nó nhức nó bị nhiễm trùng á. Nên là mình cũng đi tập trị liệu này kia đó. Đó cũng vô bảo hiểm mà, bảo hiểm ma. Nên không có bồi thường gì hết á. Người nói chung gia vợ chồng mặn như thì đổ vô nó hết. Rồi từ từ. Nên rồi mấy đứa này ra thì nói chung không đứa nào đi học được hết. Nó nghèo. Rồi dùng dịch nè, chị này nữa nè. Chị này. Vẫn còn đó những cái hoàn cảnh khó khăn. Vẫn còn đó những người, có những người mà chỉ cần có một cái căn nhà che mưa che nắng nhỏ thôi mà không được. Và vẫn còn đó những cái... Đừng có đạp. Nỗi lo. Đối với những người con của mình ở trong cái tương lai á, thì một tương lai dài phía trước cho các bé như thế này nè, chắc có lẽ là rất là vất vả. Hôm nay thì mới biết được cái hoàn cảnh của chị đó. Ngày mai hoặc là ngày mốt em sẽ quay trở lại thăm gia đình của mình sau khi có thông tin từ Mạnh Thường Quân á. Thì trước tiên là em gửi cho gia đình mình chai dầu trước đi ha. Thì em sẽ quay trở lại sớm nhất để lo cho, để xem cái hoàn cảnh của các bé như thế nào. Chai dầu này là chủ của chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho gia đình của mình đó, để sức tối cho các bé có thể ấm hơn. Như thôi bây giờ em cũng chia tay với gia đình của mình ha. Dạ. Chúc cho chị cùng các bé luôn có sức khỏe, cố gắng vượt qua và gặp nhiều điều may trong cuộc sống của chị ha. Dạ. Dạ.